top 5 những người trúng xổ số nhưng lại kém may mắn nhất thế giới. Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người trúng xổ số kém may mắn nhất trên thế giới là Michael Caron. Năm 2002, Michael trúng giải độc đắc với tiền thưởng 9 triệu bảng Anh. Từ vị trí 1 triệu phú chỉ trong 10 năm, Michael đã quay trở lại là một nhân viên trong tiệm bánh ngọt chỉ vì thói quen tiêu xài phung phí và những bữa tiệc xa hoa. Xếp thứ 4 là William Post. Sau khi trở thành người trúng giải độc đắc 61 triệu đô la Mỹ, ông William bị chính anh ruột thuê người để mưu sát chiếm đoạt tiền. Liên tục gặp thất bại trong kinh doanh, ông William đến cuối đời sống nhờ trợ cấp chính phủ và mắc nợ 1 triệu đô la Mỹ. Ở vị trí thứ 3 là Jeffrey Dahmer. Sau khi nhận được khoản tiền thưởng 20 triệu đô la Mỹ, Jeffrey đã mở một hệ thống bắp rang bơ. Ghen tức với khối tài sản đồ sộ của em chồng, chị dâu và nhân tình đã lên kế hoạch sát hại Jeffrey. Vậy là Jeffrey bị mất mạng chỉ vì bất ngờ trở nên giàu có. Đứng thứ 2 là Alex Azoff. Do hình ảnh Alex xuất hiện trên báo cùng tờ ngân phiếu trúng thưởng, người ta đã phát hiện ra Alex trong quá khứ là một kẻ quấy rối tình dục trẻ em. Ngay sau đó, Alex đã bị đánh một trận như tử trên phố và bị thương nặng vào đầu. Vị trí quán quân thuộc về Andrew Whitaker. Bản thân là một triệu phú, lại nhận khoản tiền thưởng kỷ lục. Ít ai ngờ được rằng chỉ sau 5 năm, ông Andrew đã tiêu hết sạch tiền thưởng và còn mắc nợ 1,5 triệu đô la Mỹ do đánh bạc.